Kỷ nguyên Internet đang mang lại sự bùng nổ vượt bậc của thông tin và giải trí. Bạn có biết game được coi là nghệ thuật thứ 8 đã vượt xa điện ảnh, môn nghệ thuật thứ 7 ở nhiều phương diện. Chơi một tựa game hay mang lại cảm xúc tràn đầy. Là một tựa game hay thì sao? Liệu nó có khó khăn? Liệu nó có phức tạp? Chà, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng tôi biết một điều, làm game cực vui. Những cảm xúc tới từ trải nghiệm thực, từ những phác thảo ý tưởng, thổi hồn và những nhân vật, lập trình một thế giới mới. Với âm thanh và những hình ảnh sống động, đưa sản phẩm ra thế giới. Nhiệt huyết và tuổi trẻ, sáng tạo và cảm xúc. Những tựa game tuyệt vời được nhào nặn bởi những nhà phát triển game kỳ cựu. Game Studio Notch.